bắt ốc nha. Trung Kiên chào mọi người đi. Kỳ bắt ốc giữa Trung Kiên và anh Phán nha. Anh Phán là tên được gọi là anh Thúy nha. Ai mà bắt ốc được nhiều con nhất thì người đó sẽ giành chiến thắng. Con được 2 con rồi nhé. Ok. Và chị Minh Hằng nữa. Chị Minh Hằng đâu rồi? Chị Minh Hằng lồi đằng dưới này luôn con ơi. Ở trong ống luôn nè. Ghê dữ. Ngã đấy con ơi. Cẩn thận ướt quần con ơi, ướt quần. Anh Phát có nói gì với mọi người không? Nếu mà mình bắt được ốc thì mình sẽ làm gì? Làm gì? Trung Kiên đi lên. Bắt ốc cái làm gì anh Phát ơi? Bắt ốc để về mình xào hay là làm gì? Làm món ăn gì? Nuôi vứt hết. Nuôi vứt hết hả? Sao vậy? Chà, rửa tay đi con ơi, bẩn rồi. Con cẩn thận nha. Bây giờ mình sẽ quay lên đây này, quay cho mọi người xem là chị Minh Hằng sẽ bắt được con gì nhá. Bây giờ đang đi xem. Chị Minh Hằng bắt được con gì đấy? Con ốc sên. Ốc gì? Ốc bêu hả? Ốc sên thì để làm gì? Đây đằng dưới đó là ốc bêu chứ làm gì ốc sên. Bắt được ốc sên về làm gì đây Minh Hằng? Em không biết. Sao không biết? Về chiên ăn được không? Bắt cho vui thôi hả? Về mình sẽ review cái mà mình hồi nãy mình và các con. À không, đây review cho được. Bây giờ đang review chị Minh Hằng bắt ấy mà, bắt ốc này. Chị Minh Hằng đang bắt ốc nha các con. Chị Minh Hằng bắt rất nhiều. Được bao nhiêu con này chị Minh Hằng? Đếm đi. Anh Phát thì do là anh bị lằng vằng cho nên anh không biết bắt một con gì hết nha các bạn. Anh rất chi là lì hoài. Trung Kiên được mấy con ơi? Bây giờ sẽ lên núi. Wow, ghê chứ. Con nữa không con ơi? Con. Còn con gì? Con kể đi. Lên rừng không? Lên rừng chơi không? Không. Rồi, được rồi, từng nói được rồi, không đi ra ngoài đó ngã. Trung Kiên lên đây rồi, chúng ta sẽ lên rừng review nha, lên rừng của bà nội nha, bà ngoài nha. Cái dốc kìa, cái dốc của con kìa. Bắn. Chị Minh Hằng ơi, chúng ta lên thôi. Rồi, bạn được bao nhiêu con ốc lên trường cho nào? Rất vui nha các bạn. Lâu lâu mấy chị em về quê để được về quê bà ngoại, được ra đồng. Được ra đồng, được đi bắt ốc cùng với mọi người. Rất chi là vui. Chị Minh Hằng đã bắt được nhiều hơn của em Ken. Xem thử. Được bao nhiêu con? Wow. Quá nhiều luôn. Hai chị em đã bắt được trên 50 con. Và tối nay chúng ta sẽ làm món gì nhỉ? Chúng ta làm món gì đây con ơi? Làm ốc sên nướng hẩu. Wow, ốc sên nướng gì? Nướng hẩu. Nướng hẩu hả? Nướng hẩu là nướng gì? Là nướng cái hẩu á. À thế con nướng bơ được không? Nướng bơ thì được. À thế thì hay là mình xào xả ớt đi. Ok không? Dạ. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ xào xả ớt nha. Chị Minh Hằng có ăn không? Hai con này. Không cho. Rất nguy hiểm nha các bạn. Thì hai chị em đã bắt được rất nhiều ốc và không biết tí nào sẽ làm món gì. Thì để tí nào về đây thì mình sẽ triển khai cho các bạn là một món cực kỳ ngon. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công nha. Còn anh Thúy thì một trong những anh rất chi là tồi tệ. Anh không bắt được một con.